Hi xin các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel Yến Vivo của mình. Hôm nay thì mình đang có mặt ở Sapa và một cái homestay cực kỳ đẹp luôn, đến nỗi mình không thể nào mà mình cưỡng lại được ý. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái homestay này nha. Đây, nó có tên là Sapa Jungle. Bây giờ thì hãy cùng mình tiến vào trong. Mình vừa được anh Thịnh hái cho một quả đào ở phía dưới cây ngay trong nhà luôn. Bây giờ mình sẽ thử. Ngọt quá anh ơi. Ngọt. Hôm trước cũng có bạn ở trên Sapa mang đào xuống Hà Nội cho em ấy, nhưng mà nó chua hơn. Nó là đào đào chưa đến mùa khai thác. Đây là chín cây. Ngon thật, đào chín cây luôn nha. Đến Jungle phải săn đào các bạn ạ. Đấy, nó già hòa nguyên thế này, chi chít luôn. Điều là anh dựng hết lên. Nó nhiều hoa còn nó chữ xuống á. Nặng. Rồi anh Thịnh dẫn mẹ em đi đâu đấy ạ? À? Đi vào trong vườn mận nha. Dạ. Nhưng mùa này là đang hết hoa rồi anh nhỉ? Hết hoa rồi, là quả mận nó bằng thế này rồi. À thế à. Thế là sắp tới và các bạn lên đây là sẽ được ăn mận đấy. Bây giờ thì bọn mình đang đi xuống vườn mận và thời tiết Sapa lúc này khá là nắng các bạn ạ. Mình không mang theo nó, không mang theo ô. Đấy là một cái điểm mà các bạn đáng lưu ý nhá, là nắng Sapa rất gắt nên là phải bôi kem chống nắng này và cố gắng là mang theo ô đi nữa nhá. Chua lắm. Mận non mà.
đồ ăn như ăn ăn đồ rồi. Chết chết. Đúng lại thì ở jungle thì các bạn sẽ được trải nghiệm rất là nhiều thứ, được hòa mình với thiên nhiên, có thể nghe thấy tiếng ve kêu này. Sắp tới đây thì mình sẽ review homestay khách sạn nhiều hơn để giúp các bạn có thể là tìm được cái homestay nào ưng ý nhất cho chuyến đi của mình. Và xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Bye bye. Đừng quên để lại cho mình một like video và subscribe kênh nha.